Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình lại đến nhà vườn của chị Dân ở Phú Hội, Vĩnh Thành, trên đất Bến Tre để quay vô lưu với cả nhà một số cây mai ghép nha cả nhà. Mai này thì mình ghép cũng được một năm rồi hả chị? Năm. Một năm rồi cả nhà ơi. Năm mấy rồi đó. Dạ. Hơn luôn á, hơn năm luôn á. Đây. Năm mấy rồi, mai này có nụ Tết chơi được luôn. Hôm nay nhà vườn mình xả hàng luôn cả nhà ơi. Tại còn nhiều bán cho hết. Ừ, bên đây số lượng mình còn nhiều không chị? Còn chắc cỡ 300-400 cây vậy á. À, có 300-400 thôi cả nhà. Thì cái này chắc mình báo giá cho nhà hết hồn. À, chiều cao mình lấy chừng nhiêu chị? Lấy chắc cỡ khoảng 2 tấc ăn lên đi. Dạ, 2 tấc ăn lên thì cái hoành mình lấy chắc cũng khoảng cây bút bi cho tới ngón út rồi cả nhà. Đó, cái giống này là cúc Tân Châu á cả nhà, 2436 á. Chỉ có một loại thôi cả nhà ơi. Mà có mà giảo mà ít lắm, lộn dạ. Xộn vậy đó. Rồi đây. Mấy này nó nằm dưới cả nhà. Mình lựa cái nào. Đa phần là hình thú nhiều hả chị? Hình thú, hình lộn xộn, lò xo gì tùm lum hết trơn. Mình tìm cái này nè, hình thú đây, này. Hình thú như con này nè, cũng có đó. Mấy con mập, cũng có mấy con hơi ốm. Ốm nè, mập, ốm nè. Đủ, đó. Đủ lò. 15.000 một cây, 10 cây gửi hàng. Mà không có bao ship, mà anh chị mua thì bao ship thêm em 50.000 tiền ship là ra 200.000. Rồi, mình bảo giá ship luôn đó. Ờ, vậy luôn đây, ai muốn mua 10 cây mua khỏi báo 30 cây gì hết. Dạ, cả nhà. Còn mua nhiều nữa thì mình liên hệ nha cả nhà, 15.000 một cây thôi. Còn có khoảng chừng 300-400 cây là hết rồi đó. Như cái gốc nè. Nó có đủ cỡ luôn nè anh chị, có nhỏ có lớn gì luôn, dạ. 15.000 cây. Cao nè cả nhà. Cái gốc này cũng thì cao từ 2 tấc trở lên. 30 rồi, 3 mấy á. Như mấy gốc này. Mấy này chưa dựng đọt thôi cả nhà, dựng đọt nó cũng cao à. Dựng hết rồi, có 1 cây 2 cây là chưa dựng thôi. Có vài cây chưa dựng. Nè, gì nè. Đó, để cục như vậy luôn nè. Đó. 15.000 một gốc thôi cả nhà ơi. Cúc Tân Châu 2436 cánh nha cả nhà. Cũng có giảo mà giảo ít. Giảo thì ít. Đa phần là lộn xộn vậy đó. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Bán sổ luôn mà chặt nền quá bán bớt vậy. 10 cây như vậy 200.000 là giá bao ship nha cả nhà. Mình lại vườn thôi mình lấy hết nguyên này thì giá nó mềm xèo luôn. Cái này là giảo nè. Dạ. Cây này cây giảo. Này cũng có nữa nè. Có vài cây thôi cả nhà mà đa giáo phần là ít. Cúc 24-36 nha. Nè giáo nữa nè. Cái đế hết thân không? 15.000 cây thôi. 15.000 cây. Bán này là bán lấy nền nè cả nhà ơi. 10 cây gửi hàng mà không bao ship, mà anh chị muốn bao ship thì ra 2. Ra 200. 200 tiền ship 50.000 là 10 cây đó. Có cái tàn nè cả nhà. Vậy 15.000 nè, mình để chọn nhỏ nhỏ mình chơi. Mua chục cây về chơi cả nhà. Để chưng Tết chưng thần tài đồ cũng ngon nữa đó. Nè dạ. Hình thú nữa nè. Đó, mình trưng mấy cái bàn nhỏ nhỏ đó nha. Bàn làm việc rồi mình để nhìn cũng đẹp đó nha. Mình mua chục cây rồi mình chia ra. Ở nhà mình có mấy người thì mình chia ra người 1 cây 2 cây mình chơi đó nha. Đó, 10 cây như vậy chỉ có 200.000 thôi cái nhà là bao ship nhà luôn rồi đó. Gửi thì 15k. Đó, cái tàn này cái nha. Cái chợ ai mua đó lợi tại vườn thì 15.000 cây. Dạ. Sổ hàng. Sổ hàng, sổ hàng. Bán cho hết chứ giờ cỏ quá trời anh chị ơi. Quá chừng luôn cả nhà. Năm làm biết là không xiết rồi lỗ phân lỗ thuốc anh chị ơi. Nhiều quá chăm không hết. Mai bán quá rẻ luôn cả nhà thật. Thật sự. Bây giờ cả nhà đợi tới Tết mua thì cái giá không có giá này đâu cả nhà. Lúc này mình tại này còn có khoảng 400-500 cây em bán cho hết xăng em dẹp đó. Còn để chút chút vậy nè. Nhà nhỏ thích nhỏ. Cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh mini để bàn chơi có thể tham khảo cái lô này nha. 10 cây 200.000 10 cây thì 150.000 là không bao ship. Mà nếu dạ. Bao ship ra 200 phụ tiền ship vậy. Đây. Có cành có tán ngon lành chứ nè, nghe anh chị là nè nó có bông luôn nè. Đó cho anh chị coi nè. Đó. Thôi nè này có đó, nó nhỏ này. Nhỏ mà nó có vỏ đó nghe anh chị. Đó. Đây. Đang có bông luôn á. Đó. Đó. Tết bông đẹp hơn luôn á. Đó. Với cây nhỏ nhỏ vậy thì mình có dài bông mình chơi Tết mình để bàn là đẹp rồi. Đấy, thằng tài cũng nè nè. Bông cũng khá rồi. Nè, có bông luôn nè nghe anh chị. Đó. Chứ không phải nhỏ mà không có bông. Nhỏ mà có. Này già mùa rồi. Bữa nay chắc sáng nó có bông. Ở nhà mình tham khảo nha cái nhà, số điện thoại của chị Dân mình để bên góc trái màn hình. Cái này có đại lộc nè. Cái tàn này cả nhà. Cây này 50.000 nè cả nhà. Trời ơi. Đế hình này nghe anh chị. Này ghép bao lâu rồi chị à? Ghép này 2 năm rồi. Bán 50.000, 10 cây bao ship, 5 cây gửi hàng. Cái đó là cúc bi tiên sinh, gồm có cúc bi tiên sinh, cúc hồng lộc.
Cúc Tân Châu, giỏ Phú Quý, giỏ Hữu Đức. À, chiều cao mình lấy chừng nhiêu chị? Ở cái tàn. Chiều cao chắc từ 35 ăn lên. Cái tàn kinh khủng, cái tàn luôn đó nha. Nè, hình gốc hình thú không nè anh chị? Hình thú nè cả nha. Hùng C7. 50.000. Ok thì chứ, còn cái tàn cả nha. 5 cây gửi hàng, 10 cây mình đổ ship nha cả nhà, 50.000 một cây thôi. Có 10 cây là 500.000 Tết anh chị chơi chân đồ ấy luôn đó. Cái hoành này để mình đính ngón tay vô cho cả nhà xem nha. Đây, hoành này bự hơn ngón út mình xíu kìa, bự hơn ngón út nha. Đó. Đây nè anh chị. Có những giống gì chị? Gồm có giảo Thú Đức, cúc Tân Châu, cúc Bi Tiên Sinh, cúc Hồng Lộc, giảo Phú Quý. Dạ, là mấy giống ta? 5-6 giống vậy. 5-6 giống. Đó, cái này hình thú nè nghe anh chị. Đó. Coi cái tàn này cả nha. Chọt ghép thì liền cốt hết rồi. Cái tàn như vậy nè. Cây này 50.000 nha. 5 cây mình gửi rồi. Quắn đủ kiểu luôn nha anh chị. Cái này chắc cỡ bằng ngón tay út không? Nè. Cỡ ngón tay út bự hơn tay út luôn chị. Cúc Bi Tiên Sinh. Bự hơn ngón tay út của mình nè cả nha. Cúc Bi Tiên Sinh. Thì những mặt hoa cao từ bố, từ 35 ăn lên đó nghe anh chị. Những mặt hoa của mấy cái loại này cả nhà có thể lên Google nhà tìm nha. Còn cái đế của nó là đa phần ở đây hình thú, có tàn tròn luôn nè, đế nè, đó anh chị coi nè, nè, góc nè, đế đây cả nhà, tàn tròn hư luôn. Rồi để cái tay vô bích cái tay luôn á, gàng hai ấy rồi bề ngang chắc có 4 tấc à, hơn gan quá chừng bự, hơn 2 gan, bề ngang chắc có 3-4 tấc, bề ngang chắc có 30. Dạ. Bề dài chắc có 35-40. Vậy nè, tại vì em không có xả thả, em bấm cho tàn nó nhặt. Dạ. Nên trần hưu gì nè, 50.000 cây nghe anh chị. Rồi, cái này em còn chắc có khoảng 400-500 cây nữa rồi, hết rồi anh chị. Nhìn mấy cái cây trong này rồi cái nha. 5 cây thì em gửi hàng, 10 cây thì em bao ship. Đó thôi nè. Trời ơi cái đế. Đế nào cây cũng, đó. Mỗi cây đều mỗi có đế luôn. Rồi chị dán cái lá lên nhìn cái đế con thú này. Cây nè, để cái ngón tay mình vô nè. Đó. Cây đâu có nhỏ đâu cả nhà. 50.000 đó. Em bấm đọt thường xuyên nên nó nhặt tàn nó tròn vậy đó, chứ nó bích hết trơn gốc. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Gì nè, cây gì 50.000. Hình thú nè, chân cẳng rõ ràng luôn nè anh chị. Mình về mình thay chậu mới là nhìn đẹp liền lên liền. 50.000 cây. 50.000 cây. 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship. Rồi. Có 500.000. Bên đây mình tham khảo thêm vài gốc nữa cả nhà. Đây có mấy gốc bự nữa nè. Có gốc bự cũng có nhưng mà không có nhiều nha cả nhà. Bự gốc nhỏ thì từ ngón ấy lăn lên đó. Từ ngón út ăn lên nè. Từ búp bi ngón út ăn lên, mà cái lôm này là gốc bự không mà không có ghép gốc nhỏ. Gốc bự tàn xum xê cao ráo. Nè, cúc bi tiên sinh. Dạ mùa 50.000 thôi. Nè, cúc bi tiên sinh nó có bông nè anh chị. Nè, đó, bông màu cúc bi tiên sinh nè, đó. Đó nó từng tàn mà bông chùm nè anh chị. Đó. Nó màu hơi cam thẳm nè. Dạ. Mấy cái này nó tàn rồi, ngắt bỏ. Đó. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Một nụ nó gà biết nhiêu chùm luôn nè, nè 5 cây gửi hàng, 10 cây mình bao ship. Đó. Gốc gửi gần liền cốt luôn rồi. Dạ, hai mùa chắc liền luôn quá. Xin chào cả nhà, mong cả nhà ủng hộ cho nhà vườn em. Dạ, rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.